Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình xin dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp điện phơm. Tất cả anh em đây là một khi tham gia chương trình này góp, tất cả anh em nhận được một token có ký hiệu là EFIC. Một token này đã list trên Uniswap và giá cũng khá là cao, hầm đâu 10 đô, bây giờ còn xuống còn 4-5 đô nha tất cả anh em. Đây thì nhiệm vụ thì rất là đơn giản luôn. Rồi. Đầu tiên anh em list dưới đây nè. Đây thì bắt buộc các anh em theo world thì các bạn theo dõi theo world và request ba bình luận ba người bạn nha các anh em nhấp vào. Rồi tất cả các bạn chờ mình chút nha các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi nè. Rồi đây có các nhiều người tham gia nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào request nè. Thang thì tự quyết cái bài nào ta theo dõi đúng không con? Rồi các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn đi tự quyết nha các bạn, tự quyết comment. Rồi các bạn ghi ba người bạn, các bạn nhấp vào a cộng nè, các bạn điền tên nó hiện những người bạn mình vào nè các bạn điền vào các bạn đâu ta, một nè, tám ta không không một nè, số 2 nè, a cộng vs 2 nè, a cộng để ấy các bạn nên mình đi quýt tôi 4 người bạn đi coi để đề phòng. Bạn điền vào một chữ nha các bạn. Bất kỳ. Good. I drop. Rồi, các bạn đi test lại comment nha các bạn. Cho test lại nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Các bạn vào username copy username này các bạn. Rồi gửi cho bot. À làm trên điện thoại hơi khó quá các bạn. Rồi copy username các bạn dán vào đây nha các bạn, vì mình username mình nhớ rồi. A cộng win v này là H9 nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn, rồi các bạn vào đây các bạn join kênh channel của nó nè, join kênh Telegram để làm một cấu trúc cho nó nha các bạn. Dạo gần đây cái Telegram của mình nó quá đầy rồi các bạn ơi, nên lót quá lâu quá chậm, cứng ngắc hết trơn lớp. Được rồi các bạn join vào nha các bạn join vào chào các bạn giống những người bạn này nè, cũng good luôn, good I drop EFIC. Rồi các bạn gỡ các bạn. Rồi các bạn thoát ra lại đi. Rồi đây thì tham gia kênh thứ hai của nó luôn các bạn. Kênh thứ hai nó thì các bạn khỏi để cấu trúc. Rồi các bạn bắt địa chỉ với nhà C20 các bạn. Các bạn mở địa chỉ với rồi các bạn copy nè, các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn trở về, các bạn bắt vào đây nè, rồi cái mã giới thiệu này các bạn đi các bạn. Rồi các bạn ghi điền thông tin vào username theo word của mình nè, username Telegram chứ a cộng anh nè, 1133. Rồi các bạn điền username thứ hai các bạn, cũng username luôn, a cộng anh 1133. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa các bạn, coi có thiếu thông tin không các bạn, không có gì đợi.
sao cho em địa chỉ liên kết. Rồi các bạn chỉ bấm gì bấm gỡ thôi nha các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành nãy góp nha các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn luôn đang theo dõi video của mình.